chào tất cả các bạn. Xin chào bạn Sơn Cá. Mời tất cả các bạn vào xem livestream. Trong livestream ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ xem Facebook cho các bạn nhé. Xin chào Thu Nga. Nhà hơi bé rồi. Mời các bạn vào xem livestream ạ. Mọi người nhìn thấy Hải Ninh thì hãy comment chào nhau một chút nhé. Xin chào Duyên. Xin chào Vân. Xin chào Cẩm Ly. Xin chào Thu Nga. Mời những bạn nào mà vào xem livestream của Hải Ninh ngày hôm nay, các bạn thực sự muốn Hải Ninh xem cái Facebook của bạn, xem là Hải Ninh thăm khám xem Facebook của bạn đang có gặp vấn đề gì không, tại sao bạn ấy vẫn đang bán hàng kém hiệu quả, thì trong cái livestream này mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó cho các bạn, phân tích được cho các bạn thấy và chỉ ra cho các bạn những cái lỗi sai mà các bạn đang không hề hay biết. Xin chào Cẩm Ly. Cảm ơn em, rất vui khi được gặp em trên livestream. Mọi người có nghe rõ không ạ? Xin chào Xuân Trần nhá. Rất vui khi gặp em trên livestream này. Mọi người có nghe rõ không ạ? Xin chào anh Sơn Thiệu Hóa. Anh ơi, món quà của anh thì từ đầu năm thì em đã gửi bưu điện rồi, chắc là họ sẽ sắp chuyển đến cho anh sớm thôi, nên anh cũng không quá lo lắng nhé. Quà của anh sẽ được chuyển đến tận nơi. Xin chào Sơn Trần. Mấy hôm nay công việc kinh doanh của em thế nào? Ra Tết đã đông khách trở lại chưa? Mời mọi người vào xem livestream ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành chia sẻ trên các livestream này về cái chủ đề Facebook của các bạn. Mình sẽ thăm khám nick Facebook cho một số các bạn may mắn trong ngày hôm nay. Có bạn nào muốn biết là mình có được may mắn trong ngày hôm nay không nhé? Xin chào Phạm Nhường ạ. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Sau đó các bạn sẽ bật xem chung, mời bạn bè cùng tham gia để mà mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn, những bạn nào mà thực sự muốn biết cái Facebook của mình đang gặp những cái vấn đề gì, đang gặp những cái lỗi sai gì, vì sao mình bán hàng vẫn chưa hiệu quả, và trên chính cái nick Facebook của mình, tại sao mình lại vẫn chưa tạo dựng được thương hiệu của mình trên nick Facebook cá nhân. Thì ngay cái livestream này các bạn cần phải lắng nghe. Và bạn nào thực sự may mắn trong ngày hôm nay để mà được Hải Ninh xem nick Facebook cho các bạn, mà các bạn muốn nhận cái sự may mắn này, thì các bạn hãy làm theo đúng các bước như sau. Bước thứ nhất là các bạn sẽ chia sẻ cái livestream này về tường. Bước thứ hai, các bạn hãy tổ chức xem chung. Hãy tổ chức xem chung ạ. Và bước thứ ba, các bạn hãy comment số điện thoại của bạn xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment số điện thoại của các bạn xuống phía dưới. Hãy comment số điện thoại của bạn xuống phía dưới nhé. Để mình sẽ bốc thăm một số điện thoại bất kỳ mà mình nhìn thấy trên màn hình, để mình sẽ xem nick Facebook cho các bạn, đúng không ạ? Xin chào Huyền Trang. Xin chào Ngân Hoàng. Mọi người hãy comment đi ạ. Hãy comment số điện thoại của bạn xuống phía dưới. Xin chào Nguyễn Thị Hiên nhá. Các bạn làm đúng bước nhá, hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Bước thứ hai, các bạn hãy tổ chức xem chung, và bước thứ ba, các bạn hãy comment số điện thoại xuống phía dưới. Và mình nhìn thấy số điện thoại nào đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ xem Facebook cho các bạn nhá. Các bạn hãy comment đi ạ, các bạn tổ chức xem chung chưa ạ?
À như vậy là mình đã nhìn lên số điện thoại của đầu tiên của bạn Ngụy Thị Lê Nga Nena. Đây là tên chính thức của bạn đúng không ạ? Ngụy Thị Lê Na. Số điện thoại 0843410859. Các bạn khác muốn Hải Linh xem Facebook cho các bạn làm đủ các bước trên nhé. Các bạn hãy làm đủ các bước trên đi ạ. Có 3 bước. Bước thứ nhất là hãy share cái livestream này về tường. Bước thứ hai là tổ chức xem chung, mời bạn bè, mời 10 bạn bè vào xem. Và bước thứ ba là comment số điện thoại. Thì mình sẽ bắt đầu xem nick Facebook cho các bạn nhé. Bạn đầu tiên may mắn nhất mà mình nhìn thấy trên màn hình của mình số điện thoại là Ngụy Thị Nena. Bạn đã kết bạn với Hải Ninh chưa? Ngụy Thị Nena này. Các bạn khác các bạn hãy comment số điện thoại của bạn xuống phía dưới nhá. Ngụy Thị Lena. Em làm đúng thao tác chưa? Là bạn bè này, là bạn bè rồi. Em đang kinh doanh sản phẩm dịch vụ là gì đây? Nena có nghe rõ không ạ? Em đang kinh doanh sản phẩm dịch vụ là gì đây ạ? Bạn nào được mình khám Facebook các bạn hãy comment ngay xuống phía dưới nhá. Nếu mà các bạn đang không kinh doanh online thì mình sẽ vui lòng không xem nick Facebook cho bạn. Bởi vì trong cái livestream này mình sẽ tập trung chỉ ra lỗi sai của các bạn ở trên nick Facebook. Ở trên nick Facebook để các bạn biết rằng là mình đang sai ở điểm nào, tại sao mình lại chưa bán hàng hiệu quả và tại sao khách hàng chưa đến với mình. Thậm chí có rất nhiều bạn bán hàng online các bạn lại không biết rằng là khách hàng đến với mình ở trên Facebook nhưng họ không hề có comment, không hề like, thả tim và thậm chí cũng không hề inbox, bởi vì họ bước vào tường Facebook của các bạn và họ lại đi ra một cách nhanh chóng. Vì trên tường Facebook của các bạn đã không thể hiện được những cái điều mà họ cảm thấy yên tâm tin tưởng để mà chia sẻ với bạn, để nói chuyện với bạn, để inbox cho bạn, để hỏi về sản phẩm của bạn. Như vậy những cái lỗi sai cơ bản đó sẽ khiến cho bạn gì ạ? Không hề có khách hàng, những khách hàng lạ. Những khách hàng lạ họ không hề đến với bạn vì bởi vì các bạn đã gặp những cái lỗi sai cơ bản. Thế thì mình sẽ xem cho những bạn nào thực sự bán hàng online. Những bạn nào đang bán hàng online ở đây, các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Mình sẽ xem cho những bạn nào đang bán hàng online. Còn những bạn nào mà không bán hàng online thì vui lòng mình sẽ không khám Facebook nhá. Mình sẽ không khám Facebook. Livestream này mình sẽ dành cho toàn bộ trọn vẹn thời gian dành cho những bạn đang bán hàng online. Và mình sẽ khám Facebook cho bạn, chỉ ra cho các bạn những cái lỗi sai trong cái quá trình mà các bạn đăng những cái nội dung thông tin trên Facebook. Đấy. Ngụy Thị Nena, nếu em không bán sản phẩm gì thì chị sẽ chuyển sang cái thời gian này dành cho bạn khác nhá. Không thấy em comment gì. Bạn nào đang bán hàng online? Bạn nào đang bán hàng online? Muốn Hải Ninh khám nick Facebook cho các bạn hãy làm đủ 3 bước. Bước thứ nhất là các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Bước thứ hai là tổ chức xem chung và mời 10 bạn vào cùng xem. Và bước thứ ba các bạn hãy comment số điện thoại xuống phía dưới nhá. Các bạn hãy cứ làm đủ các bước trên và cứ comment số điện thoại. Vì là khi mình nhìn thấy số điện thoại của các bạn thì những số nào mà mình thấy nhìn thấy trên màn hình hiển thị thì mình sẽ xem cho các bạn nhé. Nên là các bạn cứ comment đi ạ. Các bạn cứ comment đi. Những số điện thoại nào mà đang hiển thị trên tường mà mình nhìn thấy thì là mình sẽ xem cho các bạn. Nên là các bạn cứ comment đi nhé. Các bạn cứ comment liên tục đi, bởi vì là có thể là tin nhắn bị ẩn. Nên là các bạn cứ comment đi ạ. Ngụy Thị Nên Na, em bán mỹ phẩm à? Nếu mà em bán mỹ phẩm ở cái nick này là nick em bán hàng hay là em bán hàng ở nick khác? Em bán hàng ở nick này hay là bán hàng ở nick khác? Mấy ngày hôm nay em không đăng bài à? Những bạn nào muốn Hải Ninh xem khám Facebook cho các bạn cứ làm các cái thao tác đúng đủ các bước nhá và cứ comment số điện thoại xuống phía dưới đi ạ. Nếu mà bạn bán hàng nick này thì mình sẽ chỉ ra cho bạn vô cùng nhiều các lỗi sai. Không biết là bạn bán hàng, bạn dành bao nhiêu thời gian một ngày, bạn dành bao nhiêu tiếng một ngày để bán hàng online. Bởi vì mình đang thấy có rất nhiều lỗi sai trên nick Facebook của bạn.
Nào, hãy comment đi, hãy comment đi những bạn khác. Những bạn khác nào mà chưa được khám, các bạn hãy nghe. Bởi vì những lỗi sai của họ cũng có thể là những cái mà mình đang gặp phải, để các bạn, bản thân các bạn cũng sẽ rút được rất là nhiều những kinh nghiệm. Những bạn nào mà muốn được Hải Ninh tiếp tục khám lên Facebook, các bạn phải nhanh tay làm đủ 3 bước nhá. Và hãy comment số điện thoại xuống phía dưới. Đến khi nào mà Hải Ninh nhìn thấy số điện thoại tiếp theo, để mình có thể là người mình bốc thăm bạn là người thứ hai. Em comment kịp không? Ngụy Thị Nê Na ơi, em chưa làm đủ các bước à? Em chưa tổ chức xem chung này. Tổ chức, thứ nhất là các bạn phải làm đủ các bước. Thứ nhất, các bạn phải chia sẻ livestream này. Bước thứ hai là các bạn phải tổ chức xem chung. Và bước thứ ba là các bạn comment số điện thoại. Nếu các bạn chỉ comment mỗi số điện thoại không thì chưa đủ các bước nhá. Thôi tạm thời Lê Na, em làm đủ các bước đi. Rồi là chị sẽ phân tích cho những cái lỗi sai cơ bản của em. Còn những bạn khác làm đủ các bước rồi hãy comment số điện thoại nhá. Những bạn nào làm đủ các bước rồi các bạn hãy comment số điện thoại đi ạ. Em comment ở trên phần xem chung à? Hay là em comment ở trên chính livestream này của chị? Chị vẫn đọc được các cái nội dung ở trên chính cái livestream này. Tổ chức xem chung là như thế nào? Hiên ơi, em chưa biết cái phần tổ chức xem chung này à? Tổ chức xem chung này là một cái phần vô cùng quan trọng đối với những bạn đang sử dụng livestream. Thì em vào phần chia sẻ, xong phần chia sẻ đó có cái phần nội dung là tổ chức xem chung. Thì em sẽ vào phần tổ chức xem chung đó. Thì mọi người là bạn bè của em cũng có thể xem được cái livestream này. Được chưa ạ? Mọi người hãy comment ở trong này nhé. Hãy comment ở trong phần livestream này cho mình. Nào bạn Ngụy Thị Nê Na nào. Em làm đủ các bước rồi đúng không? Các bạn khác muốn Hải Ninh xem cho các bạn khám Facebook cho bạn, các bạn làm đủ 3 bước nhé. Bước thứ nhất là chia sẻ livestream về tường. Bước thứ hai tổ chức xem chung. Và bước thứ ba là comment số điện thoại. Các bạn làm đủ 2 bước trên rồi các bạn hãy comment số điện thoại nhé. Mình sẽ phân tích cho bạn Ngụy Thị Lê Na đầu tiên nhé. Chị vẫn chưa nhìn thấy phần xem chung của em. Ngụy Thị Lê Na, đợi chị một chút. Có một bạn các bạn vào các bạn hãy comment số điện thoại của các bạn sau khi làm đủ 2 bước trên nhá. Đây rồi, chị sẽ vào. Nào bạn Na còn ở đây không ạ? Cảm ơn, trước hết là cảm ơn bạn Ngụy Thị Lê Na đã làm đủ các bước trên, đã comment số điện thoại. Và bây giờ chị sẽ phân tích. Chị sẽ phân tích để cho em thấy một số các điểm sai cơ bản của em trong cái quá trình em bán hàng online. Được chưa? Nào, các bạn hãy tập trung vào đây ạ. Thì trong quá trình mình phân tích này, những bạn khác hãy cứ làm đủ các bước và hãy comment số điện thoại vào nhá. Về phần sản phẩm của em, là em đang bán mỹ phẩm. Em đang bị sai đầu tiên ở yếu tố về avatar của em. Cái avatar này của em không thể hiện được thương hiệu cá nhân. Cái hình ảnh avatar của em này, mọi người đang, những ai mà đang xem cái livestream này, những ai mà đang xem trong phần xem chung cũng có thể nhìn thấy ở trên nick bạn bè của bạn Ngụy Thị Lê Na. Thì chị sẽ phân tích để cho em thấy này. Đó là gì ạ? Đó là cái hình ảnh avatar của em xuất hiện trước mặt mọi người không hề có sự thu hút và ấn tượng. Em đang nhạt nhòa rất nhiều trong rất nhiều các nick Facebook đang comment ở đây. Đó. Khuôn mặt của em không hề tạo ra cái sự nổi trội và ấn tượng trên cái nick Facebook mà em đang sở hữu để bán hàng online.
Và mình muốn nhấn mạnh với những bạn đang xem livestream ở đây đó là gì? Facebook của bạn bán hàng online nó thực sự đem lại tiền bạc và của cải cho các bạn, nhưng các bạn phải biết khai thác và gì ạ? Phát huy nó. Và những cái điểm để mà mình có thể khai thác và phát huy được là các bạn gì ạ? Cần phải thay đổi cái Facebook của mình để bán hàng, và thay đổi cái Facebook của mình để trở nên chuyên nghiệp hơn. Avatar của bạn ở đây đang rất bị mờ nhạt. Cái hình ảnh của bạn đang rất là gì ạ? Đang rất là xa với mọi người. Đang xa với mọi người. Không nên để những cái hình ảnh avatar như này. Đấy, các bạn không nên để hình ảnh avatar như này. Bạn phải thay một cái avatar khác, chuyên nghiệp hơn, gần với mọi người hơn, cái khuôn mặt của bạn để mọi người nhìn thấy rõ ràng hơn thì nó mới hiệu quả nhá. Về cái avatar của bạn đã là sai rồi. Về cái phần hình nền của bạn, về cái phần hình nền của bạn, nếu bạn xác định là mình bán mỹ phẩm thì không nên để hình ảnh này. Khi mà khách hàng người ta vào Facebook của bạn, người ta xem cái Facebook này của bạn là người lạ, thì họ không có cảm nhận, họ không hề có cảm nhận rằng bạn là một người bán hàng chuyên nghiệp, vì những gì bạn đang thể hiện trên Facebook của bạn nó chưa tạo ra điều đó. Lena còn ở đây không ạ? Những bạn nào mà muốn Hải Ninh khám Facebook cho các bạn cứ tiếp tục comment xuống phía dưới. Làm đủ hai bước trên. Bước thứ nhất là chia sẻ livestream về tường. Bước thứ hai là tạo nhỏ xem chung. Và bước thứ ba là comment số điện thoại nhé. Mình đang phân tích cho bạn Lena để các bạn cùng thấy rõ này. Cái phần hình nền của em, nếu em đang để như thế này thì nó mang xu hướng về thời trang hơn, tức người ta dễ liên tưởng về bán sản phẩm thời trang hơn là bán mỹ phẩm. Đấy, em phải hiểu như thế. Tức là cái sự liên tưởng của khách hàng nó dễ dàng đem lại cái giá trị cho cái nick Facebook bán hàng. Nhưng ở đây cái nick Facebook bán hàng này của em lại không tạo ra được điều đó. Và khi khách hàng lạ người ta đến với nick Facebook của em, người ta cũng sẽ nhanh chóng đi ra. Em hiểu ạ? Sẽ nhanh chóng đi ra, bởi vì không tạo ra một ấn tượng gì đối với khách hàng cả. Đấy, cái hình ảnh hình nền này của em nó không đem lại nhiều cái giá trị về thương hiệu trong cái dòng thương hiệu về mỹ phẩm mà em đang cung cấp. Đấy là cái phần hình nền. Và đặc biệt nữa em lại sai ở trong cái phần tiểu sử của em. Phần tiểu sử này của em không tạo ra được cái sự cuốn hút đối với những khách hàng là người lạ. Khi họ đến với em và họ muốn mua sản phẩm, hoặc là họ biết là em bán mỹ phẩm nhưng họ lại không muốn tiếp cận với em, bởi vì những thông tin ở trên Facebook của em nó không hề rõ ràng, nó không đem lại những cái giá trị mà người ta muốn được tiếp cận với em đó. Và đặc biệt là về cái phần gọi là giới thiệu này của em, nó không mang phong thái của một người bán hàng chuyên nghiệp, mà nó là gì ạ? Mang cái phong cách cá nhân đơn thuần, là những người dùng Facebook đơn thuần chứ không phải người bán hàng chuyên nghiệp. Nên là nhá, em phải ghi, em phải comment lại những cái nội dung mà chị chỉ ra cho em những cái lỗi sai, thì em mới nhớ được, em mới nhớ và em mới có thể biết là mình sai ở chỗ nào, mình cần sửa ở đâu. Chị đọc đến đâu em phải ghi đấy nhá. Avatar, đúng không ạ? Chưa chuyên nghiệp, em phải ghi vào. Thì phải thay avatar đi. Thay avatar, chọn một cái hình ảnh trở lên gần gũi với khách hàng hơn, chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Và khuôn mặt của mình nó phải rõ ràng hơn. Nên em có ghi kịp không? Không thì em chỉ cần ghi comment, chỉ cần comment một gạch đầu dòng ra thôi, comment những ý chính thôi. Thay avatar, hãy comment xuống đi để chị biết là em vẫn đang nghe. Còn nếu mà em không còn ở đây nữa thì chị sẽ chuyển sang cho bạn khác, bởi vì còn rất nhiều bạn đang muốn khám nick Facebook ở đây. Và các bạn đang rất muốn là chị chỉ ra lỗi sai cho các bạn. Được chưa ạ? Thế các em phải comment ngay đi, thay avatar. Thứ hai là thay hình nền. Comment nhanh nhá, thay hình nền. Đúng rồi, thay hình nền. Cái hình nền đấy của em thì thường nó sẽ hợp với phong cách về thời trang. Còn nếu mà em muốn tạo ra phong cách về mỹ phẩm thì em phải thay hình nền khác. Thứ ba là về tiểu sử. Tiểu sử chi tiết và ấn tượng. Tiểu sử về chi tiết và ấn tượng. Trong phần nội dung tiểu sử này của em, nó quá là đơn giản, nó quá là nhàm chán, nó quá là mờ nhạt. Nên là khách hàng đến với em này, những người lạ người ta đi vào, người ta đi ra. Có nhiều bạn bán hàng online, các bạn không biết rằng là, không hiểu là mình, tại sao mình không có duyên hay sao ấy. Mình bán hàng chỉ có lèo tèo và người thân của mình ủng hộ, bạn bè của mình có mấy đứa ủng hộ, rồi là những người quen biết của mình có vài người lác đác ủng hộ. Nhưng các bạn không thể
không hề hiểu rằng là các bạn muốn bán hàng online hiệu quả, các bạn muốn thực sự kiếm tiền và doanh thu của bạn muốn thực sự tăng lên thì các bạn phải bán hàng cho những người lạ. Đừng để người ta đến với nick Facebook của bạn rồi người ta lại nhanh chóng đi ra và không hề có một like, comment hay là gì ạ, thả tim vào bài viết của bạn. Như vậy là nick Facebook của bạn đang có vấn đề nhá. Lena nhá, em phải thay lại tiểu sử của em chi tiết hơn này, nổi trội, ấn tượng hơn. Ấn tượng hơn là gì? Ví dụ em đang cung cấp cái sản phẩm mỹ phẩm này cho hãng nào, em chưa thể hiện được. Em là boss hay là diện nhà phân phối, hay là tổng đại lý, hay là đại lý, em cũng chưa thể hiện. Đấy. Rồi là cái dòng sản phẩm này của em có gì ạ? Có thương hiệu gì hay là như thế nào thì em cũng chưa thể hiện ở trên cái phần ảnh nổi bật. Chị sẽ phân tích cho em để em thấy rõ là tại sao em cần phải thể hiện cái điều đó. Đấy. Và trên cái phần giới thiệu này em phải thay đổi lại để giới thiệu bản thân cá nhân mình là ai, mình giúp cho những người đến với mình họ cần như thế nào. Ví dụ em là người có thể, mình có thể đặt một cái tên thật là thu hút, thật là hấp dẫn những khách hàng, có thể là chuyên gia chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ, đúng không ạ, và liên hệ theo số điện thoại này, thì cái cụm từ đó nó sẽ mang cái phong thái của một chuyên gia. Em phải tạo ra nick Facebook của mình trở thành một chuyên gia bán hàng. Các bạn khác mà vào xem cái live stream này mà muốn Hải Ninh khám Facebook cho các bạn, hãy làm đủ 3 bước. Bước thứ nhất là hãy chia sẻ cái live stream này về tường. Bước thứ hai là hãy tổ chức xem chung. Và bước thứ ba là các bạn hãy comment số điện thoại vào. Và mình nhìn thấy số điện thoại các bạn thì mình sẽ tiếp tục khám nick Facebook cho các bạn nhé. Nên các bạn phải thường xuyên comment số điện thoại, không thì nó trôi mất số điện thoại là mình không có thể nhìn thấy số điện thoại các bạn đâu. Được chưa ạ? Lena em có ghi kịp không? Lena em có ghi kịp không nào? Và yếu tố thứ 5 nữa, nick Facebook của em có rất nhiều điều sai mà em cần phải gì ạ? Phải làm thay đổi cái thức của mình, trở nên chuyên nghiệp hơn. Đấy, trở nên chuyên nghiệp hơn. Bởi vì nhá, chị vào cái Facebook này của em này, chị nhìn các yếu tố vừa rồi chị đã chia sẻ với em ấy, mà chị chỉ ra cho em ấy, thì em mới chỉ là một gì ạ? Một gọi là một người tập tành bán hàng thôi. Nó không chuyên nghiệp. Và khách hàng muốn mua hàng của ai đó, người ta muốn tiếp cận với cái người bán hàng chuyên nghiệp. Mà mình không chuyên nghiệp thì đương nhiên mình bỏ lỡ mất khách hàng. Thì mình phải tạo ra cái sự ấn tượng và chuyên nghiệp đối với khách hàng tiềm năng, thì mình mới mang lại cái giá trị và mình mới thu hút được khách hàng. Tại sao người ta lại thích mua của người này mà không thích mua của người khác? Đặc biệt là ở trên Facebook, việc bán hàng online thì cái người mua đó, người ta lại tập trung chủ yếu xem nick Facebook của người bán, đúng không? Thế mà trên nick Facebook của mình lại không thể hiện được mình là một người bán hàng chuyên nghiệp, mình lại thể hiện mình là một người gì ạ? Tập tành bán hàng, thì làm sao người ta muốn mua hàng của mình, đúng không? Thế thì Lena ở đây em đã chú ý không ạ? Những bạn nào mà muốn Hải Ninh xem nick Facebook thì các bạn phải tập trung rồi nhá, làm đủ 2 bước và bước thứ 3 comment số điện thoại. Và các bạn phải comment thường xuyên và không lúc nó trôi mất thì là mình cũng không nhìn thấy số điện thoại các bạn đâu. Lena hãy comment đi, em còn ở đây không? Xin chào Hào Ngọc Lê, xin chào Thanh Dung. Xin chào tất cả các bạn đang xem cái live stream này. Bạn nào mà muốn bán hàng online hiệu quả, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Và trong cái live stream này, mình sẽ tập trung để hỗ trợ cho những bạn thay đổi cái Facebook của các bạn. Nếu mà không, các bạn muốn thực sự là trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp hơn thì các bạn cần phải thay đổi. Và mình sẽ phân tích tiếp theo, yếu tố tiếp theo Lela nhá, là yếu tố về 9 cái ảnh nổi bật này của em. Em phải thay đổi hết toàn bộ, xóa hết toàn bộ những cái ảnh nổi bật này đi. Vì cái ảnh này của em nó chỉ thể hiện em là một giống như một học sinh, sinh viên thôi, không giống như một người bán hàng chuyên nghiệp. Mà đặc biệt em lại đang bán mỹ phẩm, thì cái dòng mỹ phẩm đó phải thể hiện một cái phong cách gì ạ? Cuốn hút, mà em lại không thể hiện được thì làm sao khách hàng đến với em được nhá. Khách hàng không thể đến với em nếu mà em đang thể hiện những cái nội dung mà khách hàng đang không muốn nhìn thấy, không muốn xem. Mình phải thể hiện mình nổi trội hơn, chuyên nghiệp hơn, và mình sẽ đem lại cái sức hút cho những khách hàng tiềm năng từ chính những cái nội dung mà mình thể hiện trên Facebook.
Và chín cảnh nổi bật này của em nó chưa đem lại cái kết quả gì cả. Nó chưa đem lại thương hiệu cho em. Mà một người bán hàng online cần nhất là thương hiệu. Và người ta sẽ đến với em khi em có thương hiệu. Thì chỗ này Nena phải chú ý nhá. Với cái chín ảnh nổi bật này. Chín ảnh nổi bật này. Đấy, thế còn về nội dung bài đăng, mình sẽ phân tích cho Nena thấy nội dung bài đăng này. Cái nội dung bài đăng của em hiện nay, em đang bị mắc vào một cái lỗi sai vô cùng nghiêm trọng. Cái lỗi sai này của em là gì ạ? Em chỉ đăng bài sản phẩm. Bài nào em cũng đăng về sản phẩm. Không, hầu như không có bài nào không đăng về sản phẩm. Và gì ạ? Và việc em đăng bài đăng nhiều về sản phẩm này thì nó lại không đem lại một thương hiệu bán hàng cho em. Mà họ chỉ biết đến sản phẩm của em. Nhưng họ biết đến sản phẩm của em, họ lại mua của người khác chứ không mua của em. Mặc dù là họ em có thể là họ đã tiếp cận được với em trước. Với những người lạ ấy, là những bạn bè của em trên Facebook, họ có thể tiếp cận với em trước. Nhưng mà họ lại không mua của em mà họ lại mua của người khác. Vì em mới chỉ đăng bài sản phẩm thôi mà em chưa tạo dựng được cái thương hiệu cá nhân của em. Thì làm sao mà em có thể tạo ra cái kết quả bán hàng tốt được? Những bạn nào mà muốn Hải Linh chỉ ra cho các bạn những lỗi sai, những cái điểm cơ bản mà các bạn cần phải thay đổi, các bạn phải làm đủ các bước và comment số điện thoại nhá, là các bạn sẽ được xem thôi. Bạn nào mà comment nhiều nhất số điện thoại là mình nhìn thấy nhiều, là mình sẽ vào tí mình sẽ xem nick cho các bạn. Phần Nena ở đây là em đăng bài không có công thức. Em đăng bài tràn lan. Cứ lúc nào giờ nào em đăng thì em đăng thôi. Lúc thì đăng từ sáng sớm, lúc thì tối muộn đăng, lúc thì 6 giờ chiều đăng. Như vậy việc đăng bài này của em không đem lại kết quả tốt đâu. Đấy, không đem lại kết quả tốt. Và khách hàng không có cái sự gọi là ấn tượng về cá nhân em. Họ chỉ nhìn thấy bài đăng về sản phẩm. Vậy thì các bạn nên nhớ như này này. Một người mua hàng, họ sẽ quyết định mua hàng của bạn khi mà cái mối quan hệ của bạn với khách hàng trở lên gần gũi và thân thiết. Đúng không ạ? Và khi đó cũng giống như việc là chúng ta dễ dàng bỏ tiền ra để mua sản phẩm cho người quen của chúng ta, cho bạn bè của chúng ta, cho người thân của chúng ta. Bởi vì cái sự gì ạ? Cái sự ràng buộc duy nhất ở đây đó là niềm tin. Đó là sự tin tưởng. Vậy thì mình muốn bán hàng cho người lạ, các bạn phải tạo ra cái sự gần gũi và tin tưởng đối với những khách hàng lạ này. Vậy mà trên nick Facebook của mình không có một cái sự thống nhất về cái quy trình đăng bài. Cái thứ hai là mình không làm nổi trội được cái thương hiệu cá nhân của mình. Cái thứ ba là mình đăng bài bán hàng một cách tràn lan thì không thể đem lại hiệu quả. Đúng không ạ? Người ta có thể mua sản phẩm này ở bất cứ đâu, của bất cứ ai khác, không phải là bạn. Vậy thì bạn phải tạo ra cái sự khác biệt trên chính nick Facebook của mình. Đấy, Lena nhá, em cần phải chú ý đi. Lena còn ở đây không? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Mình nhìn thấy Thu Nga rồi. Thu Nga từ nãy giờ comment, mình đã nhìn thấy số điện thoại của bạn rồi. Bạn đã làm đủ hai bước trên chưa? Lena cần phải thay đổi lại Facebook nhá. Facebook của em cần phải thay đổi, chỉnh sửa một chút đi. Đôi khi các bạn chỉ cần thay đổi một chút là Facebook của các bạn sẽ thu hút được rất nhiều người lạ và mua hàng. Tất nhiên là để ra một quyết định mua hàng thì ngoài cái yếu tố về Facebook ra còn có các kỹ thuật và tuyệt chiêu khác. Nhưng mà Facebook là cái gọi là cái đầu tiên mà khách hàng người ta muốn đến với bạn. Cũng giống như việc như này này. Nó cũng giống như việc là khách hàng ấy, người ta nhìn thấy ai mà người ta cảm thấy là tin tưởng, người ta nhìn thấy ai mà cảm thấy là thân thiện thì người ta sẽ vào, người ta sẽ hỏi mua. Thế thì việc mà khách hàng hỏi mua chúng ta đã là một cơ hội để chúng ta có được khách hàng. Còn nếu việc mà chúng ta bày bán sản phẩm mà không có một ai vào hỏi han thì các bạn bán được cho ai? Đúng không ạ? Vậy thì cái sự khác biệt là ở chỗ đó. Thế nên là nền tảng đầu tiên muốn bán được hàng là trên cái nick Facebook của chúng ta phải trở nên chuyên nghiệp. Đúng không ạ? Và trong cái phần Facebook của Nena nhá, chị đã chỉ ra cho em những cái lỗi sai cơ bản như vậy. Em cần phải thay đổi đi. Đăng bài theo đúng khung giờ mà để có thể tạo ra được cái thương hiệu cá nhân. Còn nếu mà bạn nào ở trong này, kể các bạn ở trong này đang xem cái livestream này, bạn nào muốn Hải Ninh mà tặng cho các bạn một cái video chuẩn hóa Facebook thì hãy inbox cho Hải Ninh. Mình chỉ tặng cho bạn nào mà inbox cho mình thôi. Còn nếu bạn nào không inbox thì bởi vì có quá nhiều bạn mà các bạn chỉ comment thôi thì mình không thể nhớ được hết. Nên là các bạn chủ động inbox cho Hải Ninh là
chị ơi em muốn được tặng video chuẩn hóa Facebook bán hàng chuyên nghiệp thì mình sẽ tặng cho các bạn. Thì sau đó các bạn sẽ biết được là các bạn cần phải làm gì. Kể cả những bạn nào mà xem lại cái live stream này, các bạn cũng có thể được nhận quà nhé. Các bạn cứ inbox cho mình là chị Hải Đính ơi, em muốn được tặng video chuẩn hóa bán hàng chuyên nghiệp, thì mình sẽ tặng cho các bạn, để các bạn thấy là à, như vậy cái Facebook này của bạn cần phải thay đổi rất nhiều để mà tạo ra cái kết quả bán hàng tốt hơn. Như vậy là Lena ở đây em sẽ cần phải thay đổi nhá. Chị chỉ ra cho em những cái lỗi sai cơ bản như vậy thì em cần phải tập trung và thay đổi lại cái nick Facebook của mình để mình bán hàng hiệu quả hơn. Tiếp theo người thứ hai đây là bạn Thu Nga. Những bạn nào muốn Hải Ninh khám Facebook cho các bạn nhá thì các bạn hãy comment số điện thoại xuống. Trước khi comment số điện thoại, các bạn làm đủ hai bước. Bước thứ nhất là hãy chia sẻ cái livestream về tường. Bước thứ hai là các bạn sẽ tổ chức xem chung. Và bước thứ ba là comment số điện thoại. Thu Nga còn ở đây không ạ? Xin chào các bạn đang xem livestream. Xin chào Đỗ Thanh Thảo nhé. Rồi bây giờ mình sẽ xem cho Thu Nga này. Lela, chắc bạn Lela đã thoát ra ngoài rồi. Nên là nếu mà tí nữa cần video, chị sẽ tặng video cho em, hãy inbox cho chị nhá. Rồi bây giờ mình sẽ xem nick Facebook cho Lena này. À, Facebook cho Thu Nga này. Bây giờ trước khi mình xem Facebook thì ở đây mình đã thấy là bạn đăng cái tút này rồi. À, bạn đã để một cái biệt hiệu là quần áo mỹ phẩm. Như vậy bạn đang bán quần áo mỹ phẩm đúng không? Bạn đang bán mỹ phẩm đúng không ạ? Cảm ơn Thu Nga. À, Thu Nga ở Uông Bí, Quảng Ninh à. Rất vui được gặp em nhé. Chúng ta cùng là người Uông Bí rồi. Bây giờ chị sẽ xem nick Facebook cho Thu Nga nhá. Em bán cái sản phẩm là quần áo mỹ phẩm lâu chưa? Em bán là sản phẩm quần áo mỹ phẩm lâu chưa? Facebook này của em cũng có rất là nhiều điều cần phải nói. Em ăn mỹ phẩm lâu chưa? Hãy comment xuống cho chị biết nhá. Em bán ở chợ Yên Thanh à, shop Thu Nga. Bạn bè của Hải Ninh đang xem cái livestream này nhá. Bạn nào mà đang ở Uông Bí có thể ghé qua shop của Thu Nga xem các cái sản phẩm của Thu Nga nhá. Các sản phẩm quần áo của Thu Nga cũng rất là ok. Cảm ơn em. Quần áo em bán được 1 năm rồi. Được rồi, chị sẽ xem nick Facebook cho em nhé. Những bạn nào muốn Hải Ninh tiếp tục xem nick Facebook, các bạn hãy làm đủ các bước nhá. Và hãy comment xuống phía dưới với số điện thoại của các bạn để mình sẽ xem cho các bạn. Shop Thu Nga nhá, hãy ghi những cái nội dung mà chị hướng dẫn này. Em cũng gặp một số các cái lỗi sai, tuy nhiên là nick Facebook của em thì cũng có một chút khá hơn so với bạn Lena vừa rồi. Tuy nhiên là chị cũng sẽ giúp em để thay đổi thêm một chút về cái nick Facebook này của em này. Bởi vì mình sẽ đánh giá và mình sẽ phân tích cho bạn hiểu tại sao có những bạn, rất nhiều bạn mà inbox cho mình. Bởi vì các bạn biết mình từ rất nhiều nguồn. Từ YouTube các bạn cũng biết mình, từ Zalo các bạn cũng biết mình. Đấy, và thậm chí là Facebook của bạn bè, qua nhiều bạn bè cũng biết mình. Và các bạn ấy hỏi rằng là chị ơi, Facebook của em ấy có hơn 4.000 bạn bè, thậm chí có những bạn gần 5.000 bạn bè, mà tại sao em đăng bài lên lại không có ai hỏi han? Tại sao em đăng bài lên lại không có nhiều tương tác? Tại sao em bán hàng mà lại không bán được hàng hiệu quả? Bởi vì các bạn đã bị mắc rất là nhiều lỗi sai, rất nhiều lỗi sai trong quá trình bán hàng. Và có thể tổng hợp rằng là mình muốn nói để các bạn hiểu này. Tổng hợp đó là gì ạ? Là các bạn không hiểu về Facebook. Các bạn không hiểu về thuật toán của Facebook. Các bạn chỉ biết là mình bán hàng ở trên Facebook là mình đăng bài bán hàng thôi. Và chỉ biết là mình kết bạn thật nhiều bạn để mình có thể bán được nhiều người. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là các bạn phải tạo dựng ra thương hiệu của bạn trên Facebook. Và các bạn bán trên cái thương hiệu đó, đúng không ạ? Các bạn bán trên thương hiệu đó thì người bán hàng online, là bản thân mình là người bán hàng, mình cũng phải tạo dựng thương hiệu để mình bán hàng hiệu quả. Giống như cái việc là bạn nào mà mua các cái sản phẩm
ví dụ như là ở thế giới rộng hay là điện máy xanh, tại sao vẫn có rất nhiều người hàng ngày vào đó mua hàng, mặc dù cùng một cái sản phẩm đó có thể là ở một cái cửa hàng hoặc là một cái shop điện thoại, họ cũng bán một cái sản phẩm tương tự y chang như vậy nhưng giá thành thấp hơn, mà tại sao mọi người lại vẫn lại nô nức đi mua ở những cái ở nơi như vậy, ở nơi điện máy xanh hay ở thế giới di động? Thì cái sự khác biệt duy nhất ở đây đó là họ bán hàng theo gì ạ, theo thương hiệu đấy. Thương hiệu ở đây là cái hệ thống của họ được trải dài phủ khắp trên toàn quốc. Thế thì bản thân mình muốn bán hàng hiệu quả, các bạn phải xây dựng thương hiệu, và nick Facebook của bạn chính là cái việc là khách hàng tiếp cận với bạn đầu tiên, và đặc biệt là với người lạ. Thì ở đây những ở đây là nick Facebook của Thu Nga này, chị sẽ phân tích ngay cho em. Em bán hàng online đấy, là bán quần áo là chủ yếu. Thì chị nhìn tổng quan cái Facebook này của em là cái Facebook này nó chưa gì ạ, nó chưa đem lại cho khách hàng về cái cảm giác là cái phong cách thương hiệu, là cái phong cách thời thượng, hoặc là ví dụ là cái phong cách về thời trang, chính xác là phong cách về thời trang. Thì toàn cục nhìn cái Facebook này chưa thể hiện nhiều về cái phong cách thời trang, mà em mới chỉ là đưa lên Facebook về những cái sản phẩm mình đang bán thôi. Em mới chỉ đưa lên Facebook sản phẩm em đang bán, nhưng em chưa tạo dựng được cái phong cách thời trang, cái gu thời trang riêng của mình về cái sản phẩm mình đang bán hàng ở shop của mình. Ví dụ bán hàng shop của em, sản phẩm thời trang em dành cho những đối tượng nào chủ yếu? Ví dụ đối tượng là gì ạ? Là sinh viên, học sinh. Thì cái gu thời trang của em phải hướng tới để cho hút được những cái đối tượng đó. Em hiểu ý tưởng không nhỉ? Thu Nga comment liên tục nhá. Comment để chị biết là em còn ở đây, để chị phân tích cho em tiếp. Còn nếu em không còn ở đây thì chị sẽ nhường cái thời gian cho bạn khác, vì thời gian thì có hạn thôi. Mà bạn nào thì cũng muốn chị khám Facebook. Những bạn nào mà muốn khám Facebook, các bạn cứ comment số điện thoại và làm đủ 2 bước là chia sẻ livestream và tổ chức xem chung nhé. Được rồi, chị sẽ phân tích tiếp này. Là ví dụ em có thể trả lời cho chị đi, để chị có thể hướng rõ nhất về cái chị phân tích rõ nhất về cái Facebook của em hơn. Ví dụ cái sản phẩm mà thời trang của em đang bán đây này, thì em đang dành cho đối tượng nào? Những bạn nào xem livestream ở đây mà là bạn bè Quảng Ninh thì có thể vào tham quan shop của Thu Nga nhé, để ủng hộ mua cho các bạn ấy những cái sản phẩm vô cùng là độc đáo và hấp dẫn. Em hãy comment đi, cái gu thời trang mà em đang hướng tới trên cái shop của em ấy là dành cho đối tượng nào. Tuổi teen đúng không? Đấy, thế bây giờ như thế này, trên cái nick Facebook này của em nhá, là hiện tại là chị chưa nhìn thấy cái phong cách tuổi teen, ngay chính bản thân em chưa có. Em nên nhớ rằng là khách hàng ấy đến với em, họ muốn mua sản phẩm của em, thì bản thân em thì em cũng phải tạo ra cái phong cách, bởi vì em là bán hàng thời trang, em phải tạo ra cái phong cách để cho khách hàng bị chính em hút. Nhiều khi khách hàng người ta muốn mua cái sản phẩm thời trang, người ta muốn mua cái quần, cái áo hay cái váy, đấy, đúng không ạ? Thì người ta bản thân là người ta nhìn thấy cái người bán hàng nó mặc đẹp, đúng không? Trên nick Facebook này của em chưa thể hiện cái phong cách tuổi teen để khách hàng nhìn thấy một gì ạ, cô chủ, một người chủ shop bán hàng online tuổi teen, đúng không? Tuổi teen. Và đó là cái thiếu tổng quan nhất mà chị muốn phân tích để em thấy. Cái nữa này, trên avatar này của em nhá, phải thể hiện được cái phong cách đó, phong cách tuổi teen của em, thì cái khuôn mặt của em, đúng không ạ? Và cái khuôn mặt cũng như là làm sao để mình cuốn hút được cái khách hàng của mình, thì cái khuôn mặt của em nên chụp đối diện với khách hàng và mình đưa lên avatar. Và cái áo ấy, cái áo hoặc là cái váy mà em mặc để mà em chụp cái avatar đó, nó cũng phải là dành cho tuổi teen. Để bản thân mình, cái avatar mình xuất hiện là mình cũng phải thu hút những người tuổi teen rồi. Đấy, là cái avatar em đang bị thiếu sót. Ở đây không nói là sai, nhưng em bị thiếu sót là nó chưa làm rõ được cái phong cách đó. Cái thứ hai, cái hình nền này của em nó quá là tối. Nó quá là tối. Mà cái sự tối này nhá, nó mang tính chất là u sầu nhiều hơn là cái việc là em mang một cái phong cách tuổi teen sôi động, nhộn nhịp, năng động. Đấy là em chưa có tạo ra sự cuốn hút cho với những cái khách hàng tiềm năng của em. Nếu một là đen hẳn theo một cái phong cách là gọi là cá tính thì nó lại khác. Nhưng mà nếu tuổi teen của em mà theo cái phong cách chung, gọi là có thể thu hút được nhiều đối tượng tuổi teen, thì em không nên để cái hình nền nó như thế này.
Đấy là cái góp ý của chị riêng về cái bản thân, về về nick Facebook của em. Bởi vì có thể là cái gu thời trang của mình thì mỗi người có một cái phong cách khác nhau. Nhưng mà vì chị đã hướng dẫn cho rất nhiều bạn bán hàng online rồi, và các bạn cũng đã có những cái sự trưởng thành nhanh chóng, và các bạn cũng có cái sự hiệu quả trong quá trình bán hàng, nên là chị đã đưa ra được cái gọi là cái tip chung. Thì chị sẽ phân tích cơ bản để cho em hiểu rõ hơn một phần nào, và mình có thể thay đổi theo cái phong cách của mình. Đấy, thì em sẽ phải chọn lại một cái hình nền nó thu hút và hấp dẫn tuổi teen hơn. Các bạn nên nhớ là cái avatar là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì nó sẽ liên quan đến vấn đề mình kết bạn với những bạn bè tiềm năng. Đấy, hoặc thậm chí mình comment vào những cái bài viết của bạn bè, thì bạn của bạn bè họ nhìn thấy cái ồ cái cô bé này xinh thế, nhìn ten này, nhìn này đáng yêu này, họ sẽ vào, họ xem là mình là ai, mình đang bán sản phẩm gì, hoặc là mình là cô bé như thế nào, đúng không? Thì cái sự cuốn hút đó nó phải từ avatar. Avatar xong, vào avatar rồi thì cái hình ảnh đập vào mắt người ta đầu tiên là hình nền. Thế nên các bạn phải chú ý hai cái điều này. Thì ở Thu Nga cái hình nền nó chưa nổi bật, em phải làm lại cái avatar với hình nền nhá. Đấy. Và tương tự như vậy phần giới thiệu. Phần giới thiệu thì ở đây em chỉ giới thiệu shop Thu Nga nó quá là gì ạ? Nó quá là cứng nhắc, nó không có đem lại cái sự hấp dẫn, không có đem lại cái sự gợi mở cho những người là tuổi teen. Em phải làm một cái câu giới thiệu làm sao nó sôi động lên, nó năng động và nó cuốn hút hơn những người tuổi teen này. Những bạn nào mà muốn Hải Ninh tiếp tục khám nick Facebook cho các bạn nhé, các bạn hãy làm đủ cho Hải Ninh hai bước này. Bước thứ nhất là hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Bước thứ hai tổ chức xem chung, và bước thứ ba comment số điện thoại. Và các bạn hãy comment thường xuyên để không bị trôi số điện thoại của mình nhá. Thì mình sẽ tiếp tục khám cho các bạn. Và chỉ có một suất duy nhất nữa thôi sẽ được khám, nên là các bạn phải tranh thủ đi ạ. Những bạn nào đang xem livestream này, đang bán hàng online, muốn bán hàng hiệu quả hơn thì các bạn hãy tranh thủ, hãy tranh thủ để được Hải Ninh khám Facebook cho nhá. Tiếp theo này, chỗ Thu Nga nhá. Cái phần giới thiệu em cần phải thay đổi. Đừng có phần phải ghi chi tiết ra là mở cửa mấy giờ đến mấy giờ đóng cửa đâu. Cái phần này không quan trọng. Đừng ghi rõ ra như vậy. Đấy. Mình chỉ cần ghi một cái nội dung nào cuốn hút những cái người khách hàng tiềm năng của mình. Khách hàng tiềm năng của mình và là những người tuổi teen, thì mình phải đưa một cái câu từ nó thu hút và hấp dẫn tuổi teen vào. Có thể là một câu châm ngôn sống, hoặc có thể là một cái câu mà mình tự nghĩ ra. Đấy. Làm sao mà để họ là những người mà là tuổi teen đó, họ sẽ quan tâm, họ cảm thấy hay, họ cảm thấy là hấp dẫn, thì họ sẽ có ấn tượng. Và cái việc tạo ra ấn tượng rất là quan trọng nhé. Tiếp theo này là cái phần nội dung về tiểu sử của em thì lại càng chưa được. Cái nội dung tiểu sử này của em ấy thì nó sẽ rất là quan trọng. Nếu em làm cái nội dung tiểu sử này nó quá là nhạt nhòa, nó quá là nhàm chán. Nếu mà khách hàng online mà họ là ở xa đấy, họ không thể đến shop của em được, thì cái phần tiểu sử này nó đang không tạo ra cái ấn tượng cho khách hàng. Và người ta cũng sẽ gì ạ? Ngại ngần để mà hỏi em về cái sản phẩm em bán hàng online. Thế nên cái phần tiểu sử này em phải làm rõ hơn. Em làm rõ hơn, chi tiết hơn. Những bạn nào mà được Hải Ninh chỉ rõ ra những điểm sai rồi mà muốn Hải Ninh tặng cho bạn cái video chuẩn hóa Facebook, thì các bạn phải trực tiếp inbox cho Hải Ninh nhé. Đấy. Bạn nào muốn Hải Ninh xem tiếp nick Facebook, các bạn phải comment số điện thoại. Và sau khi làm đủ hai bước nhá. Bước 1 chia sẻ livestream về tường. Và bước thứ 2 là tổ chức xem chung. Được chưa? Xin chào Hà Nguyễn. Thu Nga nhá, 9 phần ảnh nổi bật này của em chưa tạo ra được cái gọi là cái sự thân thiện của tuổi teen với tuổi teen. Em có là đang là tuổi teen không? Nếu em đang bán sản phẩm dành cho tuổi teen thì bản thân em cái gọi là cái phong cách sống của em cũng phải teen. Có thể là em nhiều tuổi hơn cái tuổi teen đó, nhưng cái phong cách sống của em phải teen, thì em mới hút được những cái người mà đang là tuổi teen muốn mua cái sản phẩm của em. Thì trên 9 cái ảnh nổi bật này của em nó đang đơn điệu quá. Đấy, có hai cái ảnh là chụp cái ảnh quần áo ấy, nó không có đẹp, mà lại cũng không có cái gì nổi bật cả. Chị gợi ý này, tốt nhất là em sẽ đưa 17 tuổi à? 17 tuổi là vẫn đang đi học đúng không? Chúc mừng cô chủ nhỏ nhá, vừa đi học vừa kinh doanh online. Thế thì 9 cái ảnh nổi bật này em phải
phải đưa cái hình ảnh của em vào, mặc những cái bộ trang phục tin và hấp dẫn, chụp kèm theo cái ảnh phong cảnh vào. Đấy, nếu mà em mà bán hàng của cái nhãn hàng nào đó có thương hiệu thì em cũng phải chụp cảnh thương hiệu của họ vào, có chứng nhận hay có gì đó mình đưa thêm vào, thì tự dưng cái Facebook này của mình nó có tầm hơn, nó có tầm hơn. Chứ không phải là mình chỉ, nếu mà em đang thể hiện cái Facebook này của em như thế này, nó mang tính chất giống là cộng tác viên bán hàng quá, hiểu không? Mà rõ ràng mình là một chủ shop, mình đang là một cô chủ Hanoi thôi, mà mình để thể hiện các nội dung này nó giống như cộng tác viên bán hàng. Thế nên là em phải thay đổi lại nhá, thay đổi lại cái nick Facebook của mình để trở nên chuyên nghiệp hơn. Và về bạn bè này thì nhớ lọc những người không tương tác đi. Trong cái phần tút ngày hôm nay chị đăng là tặng một cái video lọc bạn bè không tương tác siêu nhanh. Bạn nào mà chưa được tặng thì các bạn hãy comment vào cái tút đó, hoặc là có thể inbox trực tiếp cho Hải Ninh, Hải Ninh tặng cho các bạn, để các bạn lọc được bạn bè không tương tác. Vì nguyên tắc của những người bán hàng online, các bạn nhớ nhá, là phải lọc những người không tương tác đi. Thứ nhất là xóa toàn bộ những nick ảo. Thứ hai là xóa toàn bộ những cái người mà lâu ngày họ không dùng Facebook nữa. Thứ ba là xóa toàn bộ những người mà họ không bao giờ tương tác với mình, thì họ không thể mua sản phẩm của mình. Các bạn nhớ nhá, họ không một lần like, không một lần comment, không một lần thả tim vào bài của các bạn, thì đương nhiên là họ không có quan tâm gì cả. Thì phải xóa họ đi. Đấy, phải xóa họ đi. Cái thứ tư nữa là mình phải để xóa những cái người không tương tác đi, để mục đích là cái cơ hội hiển thị bài đăng nó sẽ tốt hơn. Ví dụ mình đăng một bài viết lên, có 100 người nhìn thấy bài viết của mình, thì trong đó có hơn 50 người mà không tương tác, thì bài của bạn nó sẽ kém hiển thị. Và lần sau bạn đăng bài lên thì nó lại càng kém hiển thị, bởi vì Facebook nó đánh giá rằng là à, bài đăng của bạn đăng lên chẳng có ai quan tâm cả. Đúng không? Vậy thì nó sẽ kém hiển thị. Thì bạn phải lọc những người không tương tác đi. Bạn nào mà chưa biết lọc tương tác thì inbox cho Hải Linh để Hải Linh tặng video. Hoặc là các bạn có thể xem tường của Hải Linh, thì sáng nay Hải Linh có đăng cái tút là tặng video lọc bạn bè không tương tác siêu nhanh cho các bạn. Chấm tút đấy thì các bạn có thể vào các bạn chấm tút để được tặng nhá. Đấy, thì cái số phần bạn bè. Thế còn về cái nội dung bài đăng của Thu Nga nhá, thì em đăng bài nó mang tính chất quảng cáo nhiều quá. Nếu mà em chỉ quảng cáo khách hàng người ta ừ biết thế, ừ sản phẩm bán là như thế, người lạ người ta thì bàng quang với em. Người nào biết em đang bán sản phẩm đấy, ừ thì có xem đã chưa mua. Tức là bài của em nó chỉ quảng cáo đơn thuần, chả có một cái gì hấp dẫn thu hút cả. Em thực sự muốn bán hàng mà có thể tăng doanh số gấp đôi gấp ba, em cần phải thay đổi và có chiến lược để bán hàng. Ngay cái bài đăng của mình nó cũng phải thu hút hơn khách hàng. Bằng cách là gì ạ? Mình sẽ viết cái câu chuyện, hoặc là mình sẽ đăng những cái nội dung thúc đẩy nhu cầu khách hàng lên. Cái bài đăng của em này chỉ mang tính chất liệt kê sản phẩm thôi, mà việc liệt kê sản phẩm nó không sẽ khó ra đơn hàng được. Thu Nga nhá, bài đăng của em giờ đăng cũng rất lộn xộn, không có một cái giờ nào đăng nội dung gì, không có giờ nào đăng cái hình ảnh gì hay là video gì. Bài đăng của em chưa live stream đúng không? Chưa live stream nên là cũng kém cái sự thu hút từ khách hàng. Thu Nga còn ở đây không? Bạn nào mà đang xem live stream này muốn Hải Linh tiếp tục khám nick Facebook cho các bạn nhé, chỉ còn duy nhất một suất nữa thôi. Các bạn hãy làm đủ 3 bước. Bước thứ nhất là chia sẻ cái live stream này về tường. Bước thứ hai là hãy gì ạ? Hãy tổ chức xem chung. Và bước thứ ba là comment số điện thoại nhé. Đấy nhá Thu Nga nhá, chị phân tích cho em những điểm sai đó. Trên nick Facebook của em, những bài đăng của em đang chỉ liệt kê sản phẩm, liệt kê và giới thiệu sản phẩm, thì khó có thể mà thúc đẩy được người mua hàng. Mà mình phải làm gì ạ? Thúc đẩy người mua hàng bằng các cái bài viết chất lượng hơn. Chứ của em đang liệt kê và liệt kê thôi, nó không có gì hay hấp dẫn cả. Mà cũng chưa có thương hiệu của em ở trong này, chưa hề có thương hiệu của em trong này. Thì em cần phải thay đổi đấy nhá. Muốn chị hỗ trợ trực tiếp có thể kỹ lưỡng hơn nữa thì cứ inbox cho chị sẽ tặng cho em một cái video hướng dẫn chuẩn hóa Facebook. Được chưa nào? Rồi, bây giờ mình nhìn thấy bạn nào đang comment số điện thoại tiếp theo đây ạ. Bạn nào mà từ nãy giờ xem cái livestream này của mình từ đầu đến cuối rồi mà chưa được mình khám Facebook, đã làm đủ các bước rồi và đang muốn được Hải Ninh khám tiếp cái Facebook của bạn, xem bạn bán hàng ra sao, thì hãy comment số điện thoại nhá. Làm đủ 2 bước và comment số điện thoại xuống phía dưới ạ.
nào đang muốn khám đi Facebook nữa ạ? Hãy comment số điện thoại xuống sau khi làm đủ các bước nhá. Mình đã nhìn thấy số điện thoại của bạn nào đây? Nghi Vo. Trời ơi, nick Facebook này của bạn tên thật là gì vậy? Bạn còn ở đây không ạ? Nick Facebook của bạn tên thật là gì ạ? Nghi Võ hay là gì ạ? Hãy comment xuống cho mình được biết nhé. Bạn còn ở đây không ạ? Số điện thoại 0969334263. Để mình xem nick Facebook cho bạn nhé. Rồi, mình sẽ tập trung phân tích nick Facebook cho bạn đây. Bạn hãy comment những cái nội dung mà mình hướng dẫn nhá. Bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Thay avatar đi. Điều này là điều chắc chắn rồi. Chắc chắn phải thay avatar. Hãy comment xuống phía dưới nhá. Nghi Võ nhá. Tên thật của chị là gì ạ? Tên thật của chị là gì? Chị phải đặt đầy đủ tên có dấu. Chị muốn bán hàng tốt, chị đặt tên nick Facebook của mình là tên có dấu, phải sửa lại nhé. Vào phần cài đặt sửa lại nick Facebook của mình, tên có dấu. Ghi đầy đủ rõ ràng họ tên của mình có dấu để mà tạo thương hiệu. Chứ còn chị đang ghi không dấu này không ổn đâu, không khó bán hàng lắm. Đừng ghi như thế này. Chị comment xuống bên dưới giúp em nhá. Thay avatar đi ạ. Chắc chắn nick này của chị phải thay avatar. Người bán hàng cần phải đặt cái avatar của chính bản thân mình. Chị không thể để ảnh con làm avatar được. Mặc dù chị có thể là yêu quý con, nhưng mà mình có thể tạo một album riêng dành cho con ở trên Facebook mà. Đâu nhất thiết phải để avatar. Em nghĩ là chị đặt chữ Võ Hồng Nghi là nick cái Facebook của chị nó sẽ hay hơn rất nhiều. Chị để cái Nghi Vo này, ôi mọi người không ai muốn tiếp cận với chị đâu. Ngay từ cái việc kết bạn thôi người ta cũng còn không muốn tiếp bạn lại. Chị thay đổi lại đi nhá. Đặt rõ tên, sửa lại Võ Hồng Nghi. Đấy chưa? Sửa lại Võ Hồng Nghi này. Thay avatar của chị đi là cái hình ảnh của chị. Chọn một bức ảnh đẹp nhất vào. Chứ để avatar này không bán hàng được. Hình nền thì lại càng phải thay. Hình nền này không thể nào mà tạo ra được thương hiệu cá nhân được. Nick này của chị sai trầm trọng luôn. Còn sai hơn cả hai cái nick kia. Hai nick kia cái thương hiệu chưa tạo dựng được nhiều. Nhưng mà riêng cái nick của chị thì ôi trời ơi, nếu mà nick của chị mà như thế này thì khó bán hàng lắm. Chị có nghe không ạ? Nick này của chị nhá, phải thay đổi thật sự nhiều luôn. Avatar phải thay đổi lại hình ảnh của mình. Chọn cái bức hình nào mà xinh nhất chị đăng lên, phải rõ mặt. Thứ hai là hình nền phải thay đi. Chị đang bán sản phẩm gì đây? Comment xuống phía dưới giúp em nhá. Chị đang bán sản phẩm gì ạ? Chị bán sản phẩm mỹ phẩm đúng không ạ? Mọi người comment à, chị một cái comment đi. Bạn nào mà chưa được Hải Ninh xem nick Facebook cho thì các bạn hãy comment tên số điện thoại xuống phía dưới nhá. Mình sẽ inbox cho các bạn hoặc các bạn inbox lại cho mình. Nhưng mà phải comment tên và số điện thoại thì mình mới giữ chỗ để xem Facebook cho các bạn nhá. Còn không thì nhiều bạn quá là mình không xem hết đâu. Quần áo ạ, à? Vâng, em sẽ phân tích ngay nick Facebook của chị đây. Cái quần áo của chị nhá, mà chị để cái hình nền mấy cái áo chụp ảnh lên như này không ổn tí nào. Nó không mang cái tính chất là gì ạ, hấp dẫn khách hàng. Không thu hút được người mua. Ví dụ bản thân em là người lạ cũng thế thôi. Em không bao giờ em vào những cái nick như này mua hàng. Em nói để chị buồn một chút là như thế. Để chị thay đổi. Chứ còn nói thật là với cái nick này mà chị đăng tải lên bán hàng khó thu hút người lạ lắm. Vì Facebook mình không chuyên nghiệp. Nhìn cái hình ảnh chụp lên nó không cảm thấy có cái sự bắt mắt và thiện, gọi là thiện cảm cho khách hàng. Hình nền này chị phải thay đổi một cái hình ảnh nào mà tạo ra một cái phong cách về thời trang đi. Đấy. Chị lại sai cái lỗi nghiêm trọng là về cái phần giới thiệu. Không để cái số tài khoản ở đây. Đừng để số tài khoản ở đây. Chị có muốn là bị hack tài khoản không? Không được để số tài khoản ngân hàng ở trên này. Chỉ để số điện thoại thôi. Đấy.
Và cái nội dung giới thiệu này, giới thiệu cho hấp dẫn vào. Chị này ghi là gì ạ? Vo Hồng Nghi, chị viết là cũng không có dấu. Chuyên sĩ quần áo giá rẻ. Địa chỉ thì lại viết tắt là DC U Minh, Cà Mau. Đúng không ạ? Thì mình viết như này, khách hàng người ta đánh giá là mình không có chuyên nghiệp. Giống như kiểu là chị đi làm thêm, làm cộng tác viên ấy mà. Mua của chị này thì không biết là liệu có đảm bảo không, có an toàn không. Thôi mình quay ra mình mua người khác. Thì cái tâm lý khách hàng là như thế. Thế nên là chị đừng có để như thế này, phải sửa lại đi ạ. Sửa lại ví dụ như là tôi là chuyên gia làm đẹp, đúng không ạ? Cung cấp thời trang làm đẹp cho chị em phụ nữ, ví dụ thế. Thì cái câu từ thôi nó cũng đã khác rồi, đúng không ạ? Câu từ thôi nó cũng đã khác rồi. Nên chị cần phải thay đổi lại đi ạ. Cần phải thay đổi lại đi. Và để số điện thoại thôi, đừng để địa chỉ ở đây, đừng để tên tài khoản ngân hàng ở đây. Địa chỉ chị có thể phần giới thiệu, trong phần tiểu sử chị có thể đưa vào, chứ còn đừng để đây nhá. Cái phần tiểu sử ấy, cái phần tiểu sử mà chị hấp dẫn được khách hàng thì chị sẽ không làm nổi bật được. Chị chỉ ghi mỗi làm việc tại Cà Mau, sống tại Cà Mau, đến từ Cà Mau thì nó quá là nhạt nhẽo. Chị phải nói rõ ra chị sinh ra, chị sống ở đâu, chị đã kết hôn chưa, chị học cấp 3 trường gì, ra trường chị làm ở đâu và bây giờ chị đang là ai. Ví dụ chị đang là gì ạ? Ví dụ chị đang là chủ shop, ví dụ mình có thể đăng tải thế, chủ shop kinh doanh online, đúng không? Bởi vì bản thân mình đang kinh doanh online, và nếu mà mình đang nhập quần áo về bán thì có phải là cái địa chỉ của mình là cái shop không? Ví dụ thế, mình phải thể hiện mình là chuyên gia chứ. Chứ mình làm như thế này không ổn đâu nhá, chị nhá. Thay đổi phần giới thiệu. Chị ấy comment đi ạ, thay đổi phần giới thiệu. Thay đổi phần giới thiệu, thay đổi phần tiểu sử. Chị comment xuống bên dưới nhá. Bạn nào mà chưa được Hải Ninh xem Facebook, chưa được Hải Ninh khám Facebook cho, mà các bạn muốn là cái Facebook của mình nó trở nên chuyên nghiệp hơn, thì các bạn hãy comment số điện thoại của bạn xuống bên dưới đây. Và mình sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các bạn. Đấy, mình sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các bạn. Thì các bạn hãy cứ comment số điện thoại xuống nhá. Sau đó inbox cho Hải Ninh thì Hải Ninh sẽ hỗ trợ cho các bạn. Chứ còn mình xem 3 cái Facebook vừa rồi và mình chỉ ra, mình phân tích cho bạn thấy, mình thấy rằng là tại sao mà em không duyên bán hàng, tại sao mà em chẳng có khách hàng đến mua. Bởi vì chính cái nick Facebook của bạn, khách hàng lạ, người ta đến rồi người ta đi luôn, chứ người ta cũng chẳng quan tâm, đúng không ạ, đến bạn. Vì nick Facebook của bạn đâu có thể hiện mình là một người bán hàng chuyên nghiệp. Đấy, chị thay đổi phần giới thiệu này, thay đổi phần tiểu sử này, đấy chưa ạ. Đặc biệt chín cái ảnh nổi bật này thì chị càng phải thay đổi đi nữa, chứ không để như thế này được. Chín hình ảnh nổi bật cũng phải thay đổi. Đấy, thế nên là rất là may hôm nay là chị được gặp em, được em khám nick Facebook cho, để thay đổi lại cái cách bán hàng của mình. Mình cũng giống như là việc mình trang trí cái cửa hàng, trang trí cái shop bán hàng của mình ấy. Nếu cái shop bán hàng của mình mà nó không có đẹp, không có hấp dẫn, không có bắt mắt, thì làm sao mà khách hàng đến, đến nhìn người ta cũng chẳng nhìn vào, thì làm sao mà gì ạ, bán được hàng. Mình phải làm cho cái shop của mình nó đẹp lên, nick Facebook của mình cũng phải làm cho nó đẹp lên thì mình mới bán được hàng. Thế nên là các bạn bán hàng online nhá, các bạn phải chú ý điều này. Đúng rồi, cảm ơn chị nhá, chị phải ghi rõ ra. Và lên một điều chú ý nữa là đăng cái tút đấy, đăng cái tút thu hút này đừng có đăng nền màu đen. Chị đang bị phạm cái lỗi sai là đăng cái tút trên cái Facebook của mình, để đăng cái nền màu đen thì không ổn. Màu đen là những cái người ta muốn, không muốn gần, không muốn gần mình. Mình cứ đăng màu đen này thì làm sao mà khách hàng người ta muốn nói chuyện mình, đúng không? Chị đừng có đăng tút hình màu đen. Cái nữa là cái live stream này của chị này, cái live stream của chị đúng không ạ, live stream bán hàng của chị, cái live stream bán hàng này của chị thì với cái việc live stream này thì xem nào, live stream của chị tại sao lại có một bình luận thế này, thế mọi người xem, em xem cái live stream này sao có một bình luận, trời ít bình luận vậy ạ. Cái livestream này thì cũng có nhiều bình luận hơn. Thế thì tóm lại như này này, trên cái Facebook này của chị
Nói thật là chị chỉ đăng tút, sau đó chị chụp ảnh sản phẩm lên, sau đó chị lại đăng live stream. Nhưng mà em thấy nó lộn xộn, nó không có cái sự gọi là chuyên nghiệp, không có giờ nào làm cái gì cả. Tức là cứ lúc thì làm cái này, lúc thì làm cái khác, tức là không cố định về giờ giấc, giờ nào đăng nội dung gì, giờ nào phát live stream, giờ nào đăng tút, là chị không có phân bổ rõ ràng. Nên là vào tường của chị em thấy nó lộn xộn lắm, mà không thể hiện được cái sự thương hiệu. Mình bán hàng này giống như kiểu mình bán hàng bình dân thôi, mà không có chuyên nghiệp thì không thể thu hút được khách hàng nhiều. Đấy, mình bán hàng như thế này thì cũng mới chỉ người thân, người quen mình ủng hộ thôi, chứ còn người lạ là người ta cũng chưa có được thu hút. Thế thì thông qua cái live stream này thì em phân tích cho chị một số những cái điểm sai như vậy. Đấy, avatar, hình nền chị sửa đi, tiểu sử ảnh nổi bật, rồi là phần giới thiệu chị cũng sửa đi. Và các cái nội dung bài đăng chị cũng cần phải đăng theo nó thu hút hơn, hấp dẫn khách hàng hơn. Đấy, thì nếu mà thực sự chị muốn thay đổi cái nick Facebook của mình, inbox cho em sẽ tặng chị một cái video chuẩn hóa nick Facebook chuyên nghiệp. Chị xem vào chị sẽ thấy là cái sự khác biệt hoàn toàn, và chị sẽ thay đổi cái tư duy của mình nhá. Thì rất là cảm ơn những bạn đang xem cái live stream ở đây. Chị Võ Nghi có nghe rõ không ạ? Xin chào Trần Thiên Kim. Em vừa khám nick Facebook cho mọi người xong, chị vào muộn thế. Các bạn đang xem live stream ở đây, những bạn nào mà chưa được Hải Ninh khám Facebook thì các bạn có thể để lại số điện thoại hoặc là inbox trực tiếp cho Hải Ninh nhé. Thì Hải Ninh sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn một nick Facebook bán hàng thực sự là sẽ đem lại hiệu quả, nếu mà bạn biết cách tạo ra, nếu bạn biết cách tạo ra một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp và sẽ thu hút được khách hàng thông qua cái thương hiệu cá nhân của mình thể hiện ở trên Facebook. Nên là các bạn phải đặc biệt chú ý thay đổi lại cái nick Facebook của mình nhé. Thế thì những bạn nào mà đang còn xem live stream ở đây và những bạn nào đã được Hải Ninh khám nick Facebook rồi, thì các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Các bạn cảm thấy là mình đã bị sai những cái lỗi cơ bản như thế thì các bạn cảm thấy sao ạ? Hãy comment xuống để cho Hải Ninh có thể nhìn thấy cái nội dung comment của các bạn nhé. Các bạn có cảm thấy cái live stream này thực sự ý nghĩa không ạ? Nó đem lại giá trị nhiều cho các bạn không ạ? Với cái sự thay đổi mà các bạn cần phải thay đổi trên nick Facebook sẽ đem lại rất là nhiều những cái nguồn khách hàng tiềm năng đến cho các bạn. Họ sẽ theo dõi nick Facebook của bạn, và bạn sẽ thực sự có thêm nguồn khách hàng nếu bạn biết tạo ra được cái sức hút đối với nick Facebook của mình, biết hấp dẫn và điều hướng khách hàng, thì bạn sẽ có thêm khách hàng. Thế nên là với những bạn nào xem cái livestream này của Ninh thì các bạn hãy theo dõi cái nick Facebook của mình, của Hải Ninh, bật cái Facebook này ở chế độ xem trước để các bạn có thể đón nhận những cái livestream của Hải Ninh, học thêm nhiều những cái điều giá trị. Và quan trọng nữa là các bạn sẽ biết những cái bí quyết để bạn bán hàng online hiệu quả hơn. Thì những bạn nào mà chưa được Hải Ninh hỗ trợ để mà chỉnh sửa nick Facebook hiệu quả thì các bạn có thể comment xuống dưới YouTube này, hoặc là các bạn có thể trực tiếp inbox cho Hải Ninh sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn nhé. Thì cái buổi livestream này của mình ở đây thì mình cũng sắp kết thúc rồi. Các bạn nào có muốn hỏi hay là vướng mắc gì thêm không thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Xin cảm ơn chị Nghi, Võ Nghi ạ. Chị thay đổi lại tên đi nhá, tên nó cũng sẽ rất là quan trọng. Nếu mà các bạn không còn cái câu hỏi hay vướng mắc gì nữa thì mình sẽ kết thúc cái live stream này ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và chúc cho các bạn sẽ có một cái nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả, đem lại nhiều giá trị cho khách hàng. Và cũng chúc cho các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong quá trình kinh doanh online. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo, ở các live stream tiếp theo. Và nếu mà các bạn xem cái live stream này, xem video này thông qua kênh YouTube của Hải Ninh thì hãy nhớ đăng ký kênh YouTube này để các bạn không bỏ lỡ những video giá trị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.